Dạ thưa sư, cho con hỏi, một vị tu tập mà họ tu không đúng chánh pháp mà Đức Phật Thích Ca đã đi và tìm được con đường giải thoát, mà vị này cũng làm lành lánh dữ, cũng trì các giới và học kinh điển khác, so lối học và hành không giống như các vị tỳ kheo Phật giáo Nguyên Thủy, liệu vị này sau khi thân họa mạng chung có chứng đắc được các bậc thánh hoặc A-la-hán không? Theo lối tu hành mà vị này tu, liệu có đọa địa ngục do tu tập không đúng chánh pháp? Giờ những câu hỏi trên không nhằm mục đích so sánh, mong sư giảng dạy để con hiểu thêm về giáo lý Phật pháp. Thưa quý vị, cái tiêu chuẩn mà làm lành lánh dữ của cư sĩ nó khác rất nhiều so với một vị tu sĩ. Tức là cái người tại gia và người xuất gia, cái tiêu chuẩn làm lành lánh dữ nó khác nhiều lắm. Một người cư sĩ mà họ làm lành, có thể là họ đến chùa rồi họ quét sân chùa, họ công quả, rồi họ ba thời tụng kinh sám hối đầy đủ, thì đó cũng là làm lành. Hoặc là họ đi làm từ thiện thì đó cũng là làm lành đó. Rồi ví dụ như ai có phóng sanh thì đi phóng sanh, có lũ lụt thì đi kêu gọi quyên góp, rồi đi xây chùa, tô tượng, đúc chuông, lạy Phật thì đó là làm lành. Nhưng mà đó là cái phạm trù của người cư sĩ. Tức là những người Phật tử tại gia đó, quý vị làm những cái đó toàn bộ là điều lành và toàn bộ đều nên được khuyến khích. Nhưng đó không phải là cái lành của tu sĩ. Tu sĩ mà làm những chuyện đó, sư nói xin lỗi, có khi là bị nói là làm ác. Tại sao? Tại vì thứ nhất là mình dành phần việc lẽ ra là của cư sĩ, mà cái người không biết cái nhiệm vụ của mình, Đức Thế Tôn gọi đó là kẻ ngu. Tức là cái người không biết được cái trách nhiệm gì là của mình, cái trách nhiệm gì không phải là của mình, mà mình đi làm cái việc không phải là của mình, rồi cái chuyện của mình lại không làm, thì Đức Thế Tôn gọi đó là kẻ ngu. Cho nên một cái người tu sĩ mà làm những việc lành của cư sĩ thì đó, đó, quý vị tự hiểu. Cho nên cái tiêu chuẩn của cái người tu và người ở ngoài đời nó khác nhau lắm. Chúng ta không có nên mình gán ghép rồi mình lẫn lộn đầu đuôi. Sư biết là sư nói cái này thì nhiều người họ không vui, nhưng mà bây giờ mình nói pháp thì mình phải nói. Thậm chí sư nói có đôi khi bản thân sư này, nhiều khi sư có làm từ thiện thì sư cũng biết là cái vụ đó là bị Đức Thế Tôn là chửi là cái thứ ngu, bản thân sư thôi. Chứ còn sư không dám nói ai. Nhưng mà rõ ràng đó là chuyện không nên, và mình biết cái gì là mình nên tập trung, cái gì mình nên chú trọng. Cái bổn phận, cái gọi là làm lành của tu sĩ là cái gì? Đó là phát triển giới học, định học và tuệ học. Anh là ông thầy chùa, anh phải phát triển ba thứ này thì mới gọi là làm lành. Còn anh không phát triển ba thứ này, nó gọi anh là làm ác, chứ anh không phải làm lành nha. Giới học là giới tỳ kheo, Bắc truyền cũng được mà Nam truyền cũng được. Bắc truyền 250 giới, thì Nam truyền 227 giới. Thực tế thì mình so ra nó cũng như nhau thôi. Nhưng anh phải phát triển giới học. Cái thứ hai, phát triển định học là phát triển Samatha. 40 đề mục thiền chỉ. Ngoài 40 đề mục thiền chỉ, anh thực hành bất kỳ đề mục thiền nào khác thì anh coi chừng anh đi lộn nha. Và cái thứ ba là thiền quán Vipassana. Đó chính là tuệ học, để mình nhìn ra được cái chân lý về khổ, nguyên nhân khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Anh chỉ có phát triển ba cái thằng này thì mới gọi là làm lành thôi. Còn mà anh cái khác thì không tính ha. Còn nếu như mà mình có thể nói một cách khác nữa,
À, thì cũng có ba cái có thể gọi là làm lành của một vị tu sĩ, đó chính là học pháp, hành pháp và hoằng pháp. Học pháp là học những cái lời dạy của Thế Tôn, hành pháp là thực hành theo lời dạy của Thế Tôn, hoằng pháp là đưa lời dạy của Thế Tôn đưa ra ngoài để những chúng sanh khác cũng học được và hành được theo lời dạy của Thế Tôn, thì đó gọi là hoằng pháp. Nhớ dùm sự cái định nghĩa hoằng pháp nghe. À, chứ còn mình cứ lập lờ đánh lận con đen thì nó tội nghiệp lắm. Ừ. À, và đó, mình đi đúng thì dù anh là Nam hay là Bắc, là Đông hay là Tây, là trên hay là dưới, thì anh đều đi lên và đều có cơ hội chứng đắc đạo quả. Còn nếu anh đi ngược thì anh có đắp y Nam Tông, đắp y Bắc Tông, đắp y Khất Sĩ, đắp y cái gì đi chăng nữa thì anh vẫn đi xuống như thường. Cho nên là lưu ý cái này giùm sư. À, không biết về vấn đề này Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Đối với sư á, đây là một cái câu hỏi rất là hay và có rất là nhiều khía cạnh. Đây là một cái câu hỏi mà sư thấy nha, mang tính thiết thực, mà mang tính thiết thực về tu tập đó, và mang tính thời sự rất là cao. Bởi vì sao? Bởi vì giống như Đại Đức hiện tại nói, sư cũng hoàn toàn đồng ý những cái khái niệm mà làm lành đánh dữ đó, rồi trì giới này nọ đó, rồi học kinh điển khác. Thưa quý vị, riêng cái trường hợp đó là tu tập không theo đúng lời dạy của Đức Phật Toàn Giác, riêng cái đó thôi nha, không tu tập đúng theo lời dạy của Phật Toàn Giác, xin thưa nó xảy ra vô số điều đau khổ, vô số chuyện thưa quý vị. Bởi vì sao? Thì cái vị này có nhấn mạnh, cái vị này không có tu theo giáo pháp của một vị Phật Toàn Giác, đó là cái vế thứ nhất. Cái vế thứ hai á, là cái vị này hỏi là có lẽ là trường hợp xấu nhất á, là có bị đọa địa ngục không. Thì bây giờ á, để gọi là cái câu hỏi cho cái câu trả lời nó sinh động hơn á, thì sư sẽ dựa vào cái kinh điển mà tái hiện lại cái thời Đức Phật ha, cho quý vị dễ hiểu ha. Thì thời Đức Phật á, có ba cái vị giáo chủ này rất là nổi tiếng. Thứ nhất là cái ông Makkhali Gosala, thứ hai là ông Purana Kassapa, và thứ ba là ông Á Chí Tá Kê Sambalá. Thì ba ông này là sao? Ba ông này á, là ba ông giáo chủ này á, là được nhiều người theo, được nhiều người theo. Thưa quý vị, đã nói giáo chủ thì quý vị biết được nhiều người theo đó. Thì được nhiều theo, quý vị biết ông cũng phải là gì, làm lành đánh dữ đúng không ạ? À, cũng không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, à, thậm chí là không ăn phi thời nữa. Không, không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp, và không nghe đờn kèn, muốn hát đờn kèn, à, rồi à, trang điểm thô vật thơm mà vừa phấn mà đeo chạng hoa đó, và thậm chí ông nói những cái lời mà nó không thuộc về cái mảng tà ngữ, không không phạm vô cái tà nghiệp đó. Nhưng mà ba ông này có cái điểm chung, vì biết điểm chung là gì không? Ba ông này á, có cái điểm chung là ba ông này là dính vô tà kiến cố định. Thưa quý vị, tà kiến cố định. Bởi vậy quý vị hiểu là nói nó nếu mà giờ suy ra là ông ba ông này nè đều giữ giới tốt, không đều làm lành đánh thiện, đâu có phá, đâu có chọc đâu, nhưng mà cái tư tưởng ông giảng cho bản thân của ông là phạm tà kiến cố định, dính vô tà kiến cố định, rồi ông truyền bá cái tà kiến cố định đó cho người ta. Thì trong tài liệu á, có nói ba ông này thì rất là dài, nhưng mà sư chỉ đưa một cái ông mà gọi là nguy hiểm nhất á, mà chính Đức Phật nói nha, chứ không phải sư nói nha. Thì sư gọi lên, sư review sơ sơ qua nghe, giới thiệu sơ sơ qua cái ông thứ nhất để cho quý vị hiểu nha, tổng như thế nào ha, cái chủ thuyết như thế nào. Thuyết của Mắc Khá Lý rất khó hiểu, cả các luận gia cũng vô vọng,
Ở đây thì các nhà sử học á, thì đánh giá là có vẻ như ông tin về các biến hóa vô tận của sự sống. Theo ông, mỗi cá vật, nếu không phải là mỗi cá thể thì ra mỗi loại có sự trường tồn. Ông công nhận nhiều hạng chúng sanh trên trời dưới địa ngục nơi trần thế. Ông cũng tin sự vô thủy luân hồi. Quý vị nghe rõ nha, ông này vẫn tin là cái sự vô thủy luân hồi nha, nhưng mà có điều phạm tà kiến cố định nè, chứ không có gì nha. Ông quan niệm về thế giới như hệ thống ấy, mỗi sự vật đều có vị trí chức năng định trước rồi. Thì ở đây trong Tăng Chi á, trong Tăng Chi thì Đức Phật có nói về ông Mắc-kha-lý là như nè: Phật xem Mắc-kha-lý là một vị giáo trưởng ngoại đạo nguy hiểm nhất. Thì lời của Đức Phật là như vậy: ta không thấy một người duy nhất nào lại đưa lại bất hạnh cho đa số, bất hạnh cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh đau khổ đưa cho đến chư thiên loài người, người có tà kiến, người có điên đảo kiến đó. Và ông Cáp-sa-bá này á, là ông, và thứ hai á, là ông bú Ra-na Cáp-sa-bá lại có chủ trương là không tội lỗi, không có phước báo với thuyết động diệt. Và ông thứ ba là, ông thứ ba là Ác-ti-tá Kê-sa-cam Ba Lý á, thì lại có chủ trương không quả dị thù. Thì tới đây á, suy nghĩ là tới đây chắc quý vị cũng hiểu là những cái khái niệm mà gọi là nó mơ hồ mà nó đánh đồng, gọi là làm lành đánh dữ, cũng tin nhân quả, cũng giữ giới, đúng không? Nhưng mà có một cái điều mà không có tu theo, tự tu mà không có tu theo giáo pháp của Phật Toàn Giác, mà chỉ có một phạm một cái điều, đó là tà kiến cố định. Mà tà kiến cố định thì sao thưa quý vị? Sư đã nói rất là nhiều rồi. Tà kiến cố định này nè, đừng có nói địa ngục, đừng có nói địa ngục, địa ngục là chắc chắn là địa ngục, tà kiến chắc chắn rồi. Nhưng mà vấn đề chính là gì? Không có cơ hội, không có một cơ hội nào để giải thoát sanh tử luân hồi. Có nghĩa là người phạm tà kiến cố định là như cắt đứt cái đường giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Sư vị, kiến cố định ghê vậy đó, chứ đừng nói bên trên. Ở đây hỏi cái địa ngục á, hỏi địa ngục á là hỏi là còn nhẹ đó. Đúng ra nên hỏi là cái người mà tự tu như vậy á, là có khả năng trong tương lai đắc được đạo và quả không? Thì nếu mà dính vô trường hợp này, bây ở đây xin đề cập trường hợp là xấu nhất nha. Tại vì tại vì á, trong cái câu hỏi này, cái vị này hỏi á, là địa ngục. Nếu quý vị có cái hiểu về ba vị chủ mà sư vừa nói, dính vô tài kiến cố định á, mà nếu bây giờ ở thời điểm mình hiện tại bây giờ nè, có những cái người đó họ cũng không tu theo giáo pháp Phật Toàn Giác, họ không tự tu, cũng làm lành đánh dữ, cũng giữ giới này nọ, nhưng mà phạm tà kiến cố định, thì quý vị theo họ, quý vị tin tưởng họ, quý vị làm đệ tử họ, học theo giáo pháp họ, thì xin thưa, đường sinh tử quý vị đã, đường đạo và quả quý vị đã bị cắt đứt, và sinh tử luân hồi quý vị không xác định, và khả năng đi địa ngục rất là cao. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Tôi nghĩ là cái câu trả lời nó cũng đã đầy đủ rồi, cho nên là sư qua còn có tiếp theo.